Chào bạn nhé. Hôm nay shop mình giới thiệu đến các bạn cái loại bộ nguồn. Cái bộ này thật ra nó là một bộ chế thôi các bạn. Chế nhưng mà trong này mình chế rất nhiều chức năng khác nhau. Thì hôm nay mình quay lên để cho các bạn có thể là tham khảo. Đấy, như các bạn thấy đây là đồng hồ đang đo cái điện áp mà nó ở cái đầu ra. Đấy, đầu ra thì mình đã chế rất là nhiều kiểu đầu ra. Rồi bây giờ về cái bộ nguồn này thì mình sẽ nói sơ về các cái mạch ở trong. Đấy, đây là một cái dây điện mà dùng cái nguồn điện gia đình các bạn, điện 250V. Và mình sẽ dẫn vào đây. Thì trong cái bộ này thì nó sẽ gồm 4 cái mạch điện. Một cái mạch là hạ từ điện áp 250V xuống còn 19V. Tức là cái mạch đấy thì mình dùng của cái bộ nguồn laptop đấy các bạn. Nguồn laptop thì người ta thường là xuống khoảng tầm, có nhiều loại nhé, nhưng mà cái loại này của mình nó là 19V và khoảng hơn 4A. Tức là quanh quẩn đâu đấy khoảng 80W hay 100W ấy. Đấy là một cái mạch hạ từ điện gia đình xuống. Và một cái mạch mình dùng một cái mạch tăng áp, tức là từ 19V mình sẽ tăng lên khoảng tầm 30V, hơn 30V. Và một cái mạch hạ áp để mình hạ từ 19V xuống đến còn có 1-2V thôi. Và một cái mạch nữa là mạch hạ áp mini, tức là hạ từ 19V mình hạ xuống còn khoảng tầm 5V, 4,5 đến 5V để điều khiển cái cảm biến chạm này này. Và cái con relay này, đây là cái relay, mình dùng relay 5V. Thì mình có một cái mạch để làm cái nguồn nuôi cho cái này. Đấy. Còn đây là các cái lúm vặn để điều chỉnh đấy cái điện áp của mạch hạ áp xuống. Thì mình vặn cái này cho nó dễ thôi. Ở phía trên này thì là một cái mạch tăng áp. Đấy. Còn về cái đầu ra thì mình dùng rất là nhiều cái loại nguồn. Ví dụ như là đây một cái để kẹp dây, các bạn cho dây điện vào đây và các bạn bấm nó xuống như này, xỏ dây vào cái nhà ra thì nó trong này có lo xo mà, thì nó sẽ kẹp luôn dây vào, thì cái này tháo mở nguồn nó nhanh. Còn đây là một cái dạng là dạng cọc này để các bạn cắm nguồn, cắm vào đây cũng được. Và đây là một cái loại là dùng cọc 5.5 x 2.1, cái rắc này thì khá là dùng nhiều đấy trong laptop ấy, hay là các cái nguồn bình thường các bạn dùng cũng rất là dùng nhiều các cái chân nguồn này. Đấy thì mình chế 3 chân phổ thông này rồi. Còn một cái loại là 3.5 x 1.3 thì cái đấy nó bé quá. Mà nhà mình thì cũng không cần nhu cầu dùng cái đấy. Nên là thôi mình cũng không chế cái đấy vào nữa. Vì dùng cái loại này, kẹp dây thì khá là tiện rồi. Đấy. Còn đây là các cái công tắc gạt thôi. Công tắc này thì để làm gì, mình điều chỉnh các cái chế độ. Trong cái này tí nữa mình sẽ mở phía bên trong cho bạn thấy là trong này kết nối rất là nhiều ấy. Rất là nhiều dây điện. Đấy. Tại vì trong này nó có 4 mạch cơ. Các bạn nhìn bên ngoài thì nó trông thế này thôi, nhưng mà trong nó khá là rắc rối. Đây là các cái hộp điện thì mình ghép hai cái hộp vào nhau. Cho một cái hộp này nó bé quá, không gian không đủ, thì mình tận dụng luôn hai cái hộp nhà mình, thì mình sẵn có đồ ở nhà thì mình tự làm thôi. Chứ còn bây giờ thì dịch bệnh thì để mà đặt hàng các thứ thì nó cũng không phải dễ. Đấy, mà các cái hộp này thì thôi tận dụng có như nào làm như thế, không gian có như nào thì mình sẽ chế theo. Còn cái đầu này nó đã được giữ bằng dây điện ở trong này nhé, luồn vào nó chống nước và nó không cho co rút dây điện ở trong. Công tắc này là công tắc điện 250V, các bạn thấy là đèn đang báo sáng đấy. Đấy. Còn về cái công tắc này thì nó sẽ điều chỉnh cái chế độ mà nó gạt để điều chỉnh từ mạch tăng áp chuyển sang mạch hạ áp đấy các bạn. Đấy, xuống có 19V rồi thì gạt qua hai công tắc này nó sẽ điều chỉnh. Đây là cái công tắc 6 chân nhé. Nó điều chỉnh tăng hoặc áp. Tuy nhiên là gạt không phải nó ra được ngay đâu các bạn. Ở trên này là phải điều chỉnh thêm qua cái cảm biến chạm này nữa cơ. Nhưng mà bây giờ cái cảm biến nó đang bị nhiễu điện. Tí nữa mình sẽ nói qua về cái vấn đề nó bị nhiễu. Tại vì trong này rất là nhiều dây, nó dẫn đến tình trạng bị nhiễu đấy. Đấy, đây nó sẽ có cái chân giữa là nó không quệt, không gạt vào đâu cả. Còn đây là chuyển sang chế độ là hạ áp. Đó. Còn đây là một cái công tắc. Thì mình tận dụng một cái đồng hồ này. Đồng hồ đo vôn này nó vừa đo được cái nguồn 19V đầu vào. Đầu vào là 19V nha các bạn nhé. Thì một cái nguồn đầu ra này thì nó sẽ là một là lên khoảng 30, hai là các bạn có thể là hạ từ 19 xuống hoặc là từ 19 tăng lên đến 30. Thì đây là hạ đây. Đây là cái đầu vào. Khi gạt sang đây là đo điện áp đầu vào của cái vào trước các cái mạch tăng hoặc hạ áp mili bên trong ấy. Cái này nói thì nó hơi dối các bạn. Cái video này mình chỉ giới thiệu tổng quan thôi, chứ còn đi sát vào từng cái thì nói nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Bạn nào bạn ấy làm về điện hay điện tử rồi thì các bạn sẽ nắm được. Còn bạn nào mà mới làm nhìn chê cháo thì lại thấy hơi dối. Cái video này thì nhà mình quay mang tính chất là thôi giới thiệu cho vui cho các bạn đấy nhá.
Còn về kiến thức điện điện tử thì mình không có nhiều đâu, có nào mình cứ làm, hỏng đâu thì mình sửa và mình làm tiếp thôi. Đấy. Còn đây là cái cảm biến chạm này các bạn. Trong này thật ra cái cảm biến thì chân da của nó chỉ có ba đầu dây thôi. Nhưng mà mình điều chỉnh ở trong này, trong cái cảm biến này nó có các cái chân A và chân B các bạn. Thì nó sẽ có bốn cái chế độ điều chỉnh khác nhau. Thì thay bằng các bạn mà dùng mũi hàn, các bạn hàn vào các cái chân đấy, thì mình đã sử dụng công tắc gạt này. Mình hàn các cái đầu dây vào, mình nối ra công tắc gạt này. Để làm sao để gạt lên gạt xuống hay để điều chỉnh cái nối A hoặc nối B hoặc nối cả AB hoặc là bỏ cả AB, là mình sử dụng chính cái công tắc gạt này. Mình điều chỉnh đến bốn cái chế độ của cái cảm biến chạm này cơ. Đấy. Cho nên nhìn thì các bạn nhìn sẽ rất nhiều đầu dây nhá. Chứ thực tế mà các bạn mà hàn luôn, hàn cố định các bạn cần cái kiểu bật công tắc như nào, các bạn hàn luôn cái chân A hoặc chân B vào rồi thì các bạn chỉ cần ba cái đầu dây ra thôi. Nhưng mà mình làm nó nâng cấp hơn xíu. Đó, còn đây là một cái hộp thôi các bạn. Đây là một cái cốc bằng mica. Cái này bằng nhựa acrylic hay gì đó, mình cũng không nhớ đâu, nhưng mà nó rất là trong. Trong nhưng mà cái tính này của nó ấy, thì các bạn chỉ cần hàn, dùng cái mũi khoan các bạn khoan vào nó vỡ. Hoặc là các bạn dùng bất kỳ cái vật cứng nào các bạn chỉ đè lên là vỡ tung luôn. Cái này cần phải dùng cái con dao dọc giấy, nhưng mình làm là dùng con dao dọc giấy, mình hơ lửa. Sau đó là mình cắt. Cắt để làm gì, làm lấy cái lỗ thì luôn lên. Còn cái cảm biến chạm này nó có thể là chạm khoảng cách tầm 5-6mm là nó đã nhận được tín hiệu rồi. Nên là mình đã lồng qua một cái hộp như này, một cái cốc như này để mình điều khiển nó, không cần phải chạm trực tiếp vào, các bạn thấy không? Nên cái này bản thân nhà mình đã dùng cái này để làm công tắc ở nhà rồi. Mình chế cái này này. Cái này mà để ở cái vị trí đập thẳng vào như này thì nó không vỡ nhá. Còn các bạn để cái vị trí mà nó gạt tay ngang như này này là có thể nó bị gãy vỡ. Đấy là còn tùy. Nên là thường chế cái này ở nhà trẻ con là không nên chế ở các vị trí nó cao, nó an toàn hơn. Hoặc các bạn có thể sử dụng các cái loại cốc hoặc là cái loại hộp nó chắc chắn. Còn đây là mình chế cái này để nhìn cho nó thấy nội thất bên trong luôn, trông nó độc đáo ấy. Tại vì nhà mình cũng không có trẻ con nên mình cũng không sợ vấn đề đấy. Đấy, các bạn thấy đây là dây lây. Đấy, trong này đấy, cảm biến chạm dây riếc các thứ này thì mình đã bó vào đây, dùng các cái dây thít mình buộc vào, xong dùng cả keo nến cố định nó vào. Chứ để dây lòng ngoằng là tín hiệu bị nhiễu nha các bạn nhé. Đây là cái đầu cấp nguồn cho cái dây lây ba chân đấy, một chân tín hiệu vào. Tín hiệu vào lấy từ cái cảm biến chạm này cấp vào đấy. Và hai cái chân là để cấp nguồn 5V đấy. Cảm biến chạm này như thế, hai đầu dây là để nguồn và một dây là tín hiệu đầu ra để điều khiển cái dây lây này. Còn bên này. Bên này thì nó sẽ có ba cái đầu dây. Ba đầu dây này thì một cái dây giữa là cái dây 19V đấy. Dây để cấp nguồn cho cái mạch tăng hoặc hạ áp. Thì cái dây ở giữa là cái dây cấp nguồn. Hai cái dây đầu ra kia màu đỏ ấy các bạn, là cái dây để nó sẽ cấp nguồn cho cái mạch tăng hoặc hạ áp. Thì một bên là tăng, một bên là hạ. Đấy, mình dùng cái đấy. Thì khi mình điều khiển cái này này, nhấn vào một là thường đóng, hai thường mở. Thì khi đấy cái dây lây này các bạn, ở chế độ ví dụ như đóng thì nó sẽ cấp nguồn cho mạch tăng áp, mở thì nó sẽ cấp nguồn cho mạch hạ áp. Tức là hai cái chân tiếp điểm này lúc nào cũng sẽ có một cái điện nó sẽ cấp qua. Đấy là mình lợi dụng cái tính chất đấy. Nên là cái bộ nguồn này thì thật ra là nếu mà ai mà không quen thì cũng phải ngồi mò một lúc thì mới biết cách dùng. Chứ còn gạt cái này không nó không điều khiển được. Đấy, nó phải kết hợp thêm một cái dây lây này. Tức là mang cái tính độc đáo riêng thôi. Mà cái này mình để chế để làm gì, để giới thiệu cho các bạn trong cái này nó sẽ có rất là nhiều cái tính năng nó tổng hợp vào thôi. Cho bản thân nếu các bạn ở nhà các bạn chế không cần sử dụng cả tăng cả hạ như này đâu. Các bạn cần như nào các bạn chế như thế cho nó dễ. Còn cái này thì nó đang hiện tại là do nhiều đầu dây ấy các bạn, nên nó bị nhiễu nhé. Các cái cảm biến này này. Nếu mà các bạn mà sử dụng, các bạn mà để điều khiển cái dây tín hiệu này này mà nó đi qua điện 250V ấy, hoặc là qua nhiều cái dây điện là nó sẽ bị nhiễu tín hiệu. Mình thấy là đa số điều khiển khi đấy nó bị chập chờn. Nên là để không bị nhiễu các bạn nên tách cái dây này đi riêng ra, đi cách xa các cái dây càng tốt, cách xa ra một đoạn. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ tháo bên trong nhé, điện 250V. Thì bây giờ phải rút điện ra, còn mình tháo bên trong để cho các bạn nhìn thấy cách đi dây nhé, luồn dây. Đây trong này có các cái ống luồn này, mình phải đi cho nó gọn. Đấy, nhiều khi cứ bảo là các cái thiết bị, các cái dây dợ nó nhỏ, nó không quan trọng. Nhưng mà mỗi một thứ một tí thì nó làm cho cái dây điện các bạn gọn hơn rất nhiều.
Nếu bình thường các bạn mà chỉ đấu nối ít giây ấy, thì không vấn đề gì đâu. Nhưng mà cứ khi nhiều lên cái là nó sẽ bị rối, tung rối mù luôn. Nó vừa khó cho quá trình sửa chữa mà nó lại làm cho dây có thể là dễ bị chập cháy với nhau. Nên khi các bạn đấu nối các cái mà nó nhiều bộ nguồn như này, mang tính chất đa năng, thì nó sẽ giúp cho các bạn có những cái kỹ năng sắp xếp luồn dây điện các thứ cho nó gọn gàng hơn. Không phải mình nâng cao quan điểm đâu, nhưng mà các bạn cứ thử nhìn xem và các bạn cứ thử làm xem là thế nào. Cái video này mình quay thì mình có sử dụng một cái bộ lọc âm ấy, nên là biết là cái âm thanh nó có nhỏ hay to. Đây các bạn này, đấy các nguồn dây rất là nhiều các bạn nhé. Cái hộp không gian này nó bé. Đấy cái mạch thì cái mạch nguồn laptop này các bạn này nó to lắm, nằm im ở trong này luôn. Đấy công tắc gạt đây, mình cũng phải bó hết cả. Cái này chính là cái co bọc pin 1850 ấy, mình phủ qua bên ngoài. Đấy để tránh tình trạng không may các cái đầu dây này nó một cái đầu nào đấy nó tuột, nó quệt vào có thể là gây chập cháy. Điện đến 19V thì có thể là cháy đấy. Nên là mình cứ làm cẩn thận thôi. Đấy bịt tất cả rồi thì đây là cái nguồn này không thì nó hở ra nó vẫn đỡ hơn này các bạn này. Còn nếu mà để nói cẩn thận thì sẽ phải tìm cách cách điện luôn các cái điểm này. Vì không may một cái đầu dây đầu đấy nó bật ra nó chạm vào âm dương vào đây là nó gây cháy. Đấy. Còn đây là các cái núm vặn dây điện để mình kết nối dây điện vào. Mình có vặn vào, có thể tháo mở ra được, chỉ cần xoáy ngược ra là tháo. Còn đây là các cái rắc kết nối. Đấy các bạn nhìn đấy. Đây, ví dụ đây là một cái mạch tăng và một cái mạch hạ đây. Thì mình đã ghi tăng cái hạ. Mạch hạ này là mình sử dụng mạch hạ áp 3A, mạch 2596 ấy các bạn. Và mạch tăng này là 6009. Đấy, trong mạch tăng mạch hạ này thì nó sẽ có các cái con biến trở vi chỉnh nó rất là bé. Tức là các bạn phải sử dụng cái tô vít ở trên này các bạn vặn trực tiếp cơ. Nhưng mà mình bây giờ muốn chuyển nó ra phía đằng trước này để dùng các cái núm vặn như này này, vặn bên ngoài điều khiển luôn, điều chỉnh luôn. Thì cái đấy mình sẽ tháo các cái biến trở nhỏ đấy ra và mình sẽ hàn cái dây điện vào. Hàn vào và sử dụng luôn các cái biến trở này này. Mình sẽ câu nó ra ngoài như này. Đó. Còn đây cái đồng hồ hiển thị điện áp lên đến tận 32V. Đấy các bạn, thì nó hiển thị điện áp luôn, tức là mạch tăng hạ như thế nào đấy thì nó sẽ đo. Đó, trong này rất nhiều đầu dây các bạn nhé, nó lằng nhằng lắm đấy, nhìn vậy thôi. Còn đây là các cái rắc nối nhanh để nối nguồn điện, ví dụ mình không cần mình có thể tháo tất cả module này ra này. Bắt đầu trước khi để kết nối nó hoàn toàn, nó hoàn chỉnh như này đấy, là mình đều nối lẻ ra hết. Sau đó là mình nối từng cái một, xong đó mình mới kết nối vào thôi. Chứ nếu mà lối đầu dây bình thường không ấy mà không dùng các cái này thì đến lúc mà sửa chữa hay là tháo cái gì ở trong này nó rất là rắc rối. Mà một phần là mình cũng dùng các cái đầu nối này để giới thiệu đến các bạn luôn, để các bạn có thể lên ý tưởng về sau này đầu nối. Đấy, nguồn âm nguồn dương như nào nó phải đúng chiều các bạn. Mình quay qua đây và nhìn qua điện thoại thì nó cũng hơi khó nhìn. Còn đây là các cái rắc nối xe máy này các bạn này. Thật ra các cái rắc này là tùy theo mục đích sử dụng của các bạn thôi, không gian nào lớn thì cứ dùng thoải mái, loại nào dùng được. Miễn sao là nó phù hợp với cả cái điều kiện sử dụng các bạn. Đây là một cái rắc loại rắc 4. Mình định dùng đến rắc 9 cơ. Nhưng mà cái này trong cái này nó lại không cần đến cái rắc 9. Tại vì sao là mỗi một cụm này, ví dụ bốn cái dây điện này nó là ở một hướng riêng này. Thì mình nên dùng cái rắc 4 thì nó phù hợp hơn. Còn mình mà gom thêm cả 2 3 cái dây này vào thì cái phía bên trong này này, cái đầu nhận đấy, cái đầu đực của nó ấy, thì nó lại thành ra nó lại đi nó lại rắc rối. Thì tùy theo cái nhánh của các bạn đi theo từng module đi dây điện thì các bạn sẽ dùng cái loại rắc cho nó tương ứng. Cái không gian này của mình hơi bé nên là mình không dùng được nhiều cái loại rắc này. Chứ còn nếu không gian to hơn mình dùng rắc này sẽ tiện hơn. Đấy các bạn. Đấy kết nối này. Thế thôi. Đấy. Các bạn thấy không? Đi dây điện này dùng các cái dây buộc đây. Dây buộc này khoảng dùng 15cm. Các bạn có thể dùng cái loại dây 10 thôi. Dây bé thì các bạn thít nó vào thì nó tốt hơn. Nó nhỏ gọn, nó dễ uốn. Cái chỗ này thì mình không dùng ống nguồn dây điện. Đấy. Tại vì ống luồn đây có một đoạn khá là ngắn, để mà nó luồn vào thì nó lại hơi cứng. Đến khi mình ép nó vào đây này, các bạn nhìn vậy thôi chứ không gian khi ép nó vào này này, thì phía trong này nó rất là hẹp. Đấy, rất là hẹp luôn. Nên thêm cái dây nó vào nó cứng thì nó lại không lách được vào các cái chỗ mà nó nhỏ hơn. Để nó, đây ví dụ này, cái dây để nó mềm thì nó còn luồn được vào các cái chỗ khe này, thì cái dây nó mới co vào được, mình mới đậy được cái nắp này. Đó. Còn sau này một cái video khác thì mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn từng phần của cái hộp này, từng phần của các cái mạch này.
Còn đây là mình đang làm cái video tổng thể, tức là cái video mà nó đã hoàn thiện rồi nha các bạn. Cái này đã làm rồi và đã bật cho các bạn thấy rồi. Đó. Bây giờ mở tiếp đằng sau này. Đấy. Cái này mình mở hai đầu luôn nhé. Vì mở một đầu là sẽ bị vướng cái mạch mạch 19V đấy, mạch to nhất đấy. Đấy, trong này sẽ có bốn cái con vít như này, nhưng mà mình hộp thì thật ra khi các bạn chế các bộ nguồn thì các bạn nhà các bạn có hộp nào thì các bạn có thể là sử dụng tận dụng, thì tùy theo ý tưởng sáng tạo của các bạn thôi, hoặc các bạn cũng có thể mua, nhưng mà nhà các bạn mà có thì nên dùng cái ở nhà cũng được. To nhỏ hay không là do ý tưởng của các bạn. Ví dụ các bạn cần dùng nhiều mạch thì các bạn nên dùng cái hộp nó to ra, để làm gì dây dợ này nó xa nhau ra thì nó càng an toàn, còn nó gần nhau quá thì khá nguy hiểm, không may nó xảy ra sự cố thì nó va quệt, nó gây chập cháy đó. Còn đây là cái điện 220 nha các bạn nhé. Đấy, qua cái ống luôn này các bạn nhìn thấy đây, mình sẽ cấp luôn các cái chân cốt này vào công tắc. Tại sao mình phải sử dụng các cái cốt này? Tại vì khi mình tháo này, tháo mà mình nhấc cái cục 19V này ra này, nếu mà để cứng cố định vào ấy thì sẽ không rút ra được, thì mình sẽ rút các cái chân này ra, rút tháo rời ra, bộ nguồn này tháo được luôn này. Đấy, đây là các cái đầu cốt, cốt để bấm như này, để cốt kết nối này các bạn. Đấy các bạn, cốt để kết nối nha. Đó, bên này cũng vậy này, để mình kết nối nguồn âm nguồn dương để cấp trực tiếp vào cái nguồn 19V này. Đấy, đây là cái mạch hạ áp 3mm, hạ xuống khoảng tầm 4,5V đấy, 4,5 đến 5V để nuôi cái relay và cảm biến trạm như mình đã nói rồi. Các bạn thấy không? Đây là cái rắc kết nối CST. Cái rắc này thì cũng là để rắc nối nguồn tín hiệu thôi các bạn. Đấy, nó bé bé này này. Thì mình sẽ câu từ hai công tắc gạt này lên để điều khiển bốn cái chế độ của cái cảm biến trạm này. Đấy, các bạn nào mà biết cái cảm biến trạm này rồi thì các bạn nhìn vào các cái chân thì các bạn sẽ hiểu, còn bạn nào chưa biết thì nhìn vào chưa biết đâu, về xem video khác thôi. Video này giới thiệu tổng quan nhưng khá là dài. Đấy, các cái đầu dây này thì mình sẽ đi theo cụm và cũng dùng các cái dây buộc như này, buộc nó riêng ra. Còn các bạn không buộc nhá, đến lúc mà các bạn quệt tay vào hay là tháo mở, đến lúc mà đưa các cái cụm nó vào ấy, mà không gian bé như này nó sẽ bị tuột đầu dây. Chính vì thế mình sẽ buộc thêm cái dây này vào cho chắc ăn. Các bạn có thể sử dụng cái loại cốt để bóp chết nó luôn. Bóp một cái là nó cố định dây điện này, nó cố định chặt luôn. Nhưng mình không thích dùng loại đấy, mình vặn cái này ra. Để sau này mình có cần thêm đầu dây điện thì mình sẽ lôi cấy, mình không phải phá cái cốt kia ra nữa. Phá cốt kia ra thì lại nói chung là nó sẽ khó hơn so với mình vặn. Đấy, buộc cái dây này vào rồi thì nó tiện hơn rất nhiều rồi. Đấy, công tắc gạt đây, điều chỉnh chế độ nhá. Còn các cái đầu cốt đầu chân này đây các bạn, tại vì sao người ta sinh ra cái cốt ghim như này? Ghim thì đấy, nó có một cái lợi thế là các bạn có thể xỏ nó như này. Đó, chính sử dụng cái loại ghim trơn này dễ đút vào hơn nha các bạn nhé. Còn có cái loại ghim chuyên dụng mà nó có một cái ngấn ở giữa này này, nó đút vào nhưng mà nó rút ra nó chặt lắm. Cái loại đấy thì không sợ tuột đâu, nhưng mà rất là chặt. Còn các bạn đã có các cái đầu mà nó giữ dây điện như này rồi, không sợ nó tuột, kéo rút không ra, thì các bạn chỉ cần dùng cái loại ghim trơn này thôi, dùng rất là sướng, nó dễ thao tác ấy. Còn cái phía trên này mình kéo này, đấy, hôm nay kéo thì còn dễ, mọi lần kéo chặt lắm. Đó, trong này nó sẽ có một cái loại cốt lỗ riêng. Các bạn đấy, dùng các cái ống bọc cách điện lên 600V này thì cũng nên dùng các cái màu khác nhau để làm gì, để ký hiệu. Các bạn mà cắm nhầm cái chân này nhá, chân đen này các bạn cắm xuống dưới này, mở điện một cái là cầu dao nhà các bạn nhảy luôn đấy, là chập. Chập cho các bạn nhá. Đây là trên cái công tắc này có 3 màu, à 2 màu. Màu trên này là màu vàng thì các bạn cấp cái nguồn âm ấy để cho cái đèn nó sáng. Còn hai cái nguồn này, đầu này là nguồn dương nhá. Nguồn dương để nó đóng mở để cho điện nó truyền từ cái chân, hai cái chân này với nhau thôi. Nhưng mà các bạn mà cho cái nguồn âm vào đây mà đóng mở một cái, hai cái chân ấy chập vào nhau là xong luôn đấy. Đấy, nên các bạn nên dùng các cái loại ống bọc này cũng để ký hiệu màu. Một hai cái thì không sao đâu, nó ít không sao, nhưng mà quá nhiều dây điện như này các bạn làm một hồi nó sẽ bị nhầm, nên cứ làm từng cái module một, từng cái đoạn một, từng cái cụm một. Đấy, ví dụ mình đây dùng một cái cụm điều khiển phía trên này thì mình sẽ đi các cái đường dây riêng. Đấy, cái này cấp nguồn cho nó. Sơ đồ vẽ rất là rắc rối, bản thân mình bây giờ mà dơ sơ đồ ra để nói với các bạn không nói được luôn. Đấy, còn các cái mạch tăng hạ áp kia thì cũng đi theo từng sơ đồ, rồi một cái sơ đồ là của đồng hồ này. Đấy, một sơ đồ tăng áp, một sơ đồ hạ áp, một cái sơ đồ để từ 250V về đến cái nguồn 19V này. Đấy, các bạn dùng rất là nhiều nhé. Còn về cái cốt này thì các bạn nếu mà có kìm chuyên dụng các bạn bóp thì kiểu gì nó cũng ok luôn. Đấy, bóp thì nó thít vào như này.
đây không phải kìm chuyên dụng của nó đâu, mình dùng kìm bóp cốt, mình bóp cái này luôn đấy. Đó, còn bạn nào mà dùng kìm thường thì các bạn phải bóp từ từ thôi, lợi dụng vào cái răng của nó ấy, các bạn bóp từ từ. Còn các bạn nào mà bóp sốc ấy, thì cái vỏ này sẽ vỡ và cái cốt này nó sẽ bật ra luôn. Bản thân cái cốt này thì người ta dùng sản xuất ra để sử dụng cho cả thế giới rồi, quá nhiều máy móc thiết bị người ta dùng, cho nên người ta đã tính toán hết rồi, từ vật liệu nhựa này có hết, chủ yếu là do cái cách mình làm thôi. Còn có kìm chuyên dụng thì các bạn yên tâm, quá trình nén ép cái nhựa này thì chắc chắn là nó sẽ giữ được. Còn không có kìm chuyên dụng mà các bạn bấm bằng tay thì bất kỳ cái gì các bạn phải làm từ từ thôi, vừa làm vừa nhìn vừa lựa, mà chắc chắn thì nó cũng sẽ không đẹp rồi, không phải chuyên dụng thì sẽ không đẹp. Đấy, thì bạn nào quan tâm thì có thể đặt hàng. Các bạn nào quan tâm có thể là đặt hàng các cái sản phẩm nhỏ lẻ ở trong shop mình theo cái đường link bên dưới phần thông tin mô tả video nhé. Hôm nay loa phường người ta mở hơi sớm nên nó hơi ồn. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của shop mình, hoặc các bạn có thể là kết bạn qua số điện thoại này của shop mình trên Zalo nhé, để hỏi các thông tin khác của shop mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.